Và đó là các phi hành gia chúng tôi sẽ là những người diễn tả cho các bạn. Phi hành gia, sau khi mà SC nói là đây là câu số 1, phi hành gia sẽ diễn tả. Các bạn nghĩ rằng đó là câu gì, các bạn lên rung chuông trả lời trong vòng 15 giây, nếu không trả lời được vô ngồi. Nếu trong vòng 15 giây trả lời được, đội kia vô ngồi, hiểu chưa ạ? Rất là đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên của vòng 3. Xin mời. Đây là một hoạt động thường thấy trong thời cổ đại. Em Mai Nhất Khanh. Rồi, rớt rồi. Dạ, đi săn ạ. Chưa chính xác. Bắn cung. Bắn cung là đáp án. Trong vòng 15 giây, các bạn được quyền liệt kê tất cả những đáp án ạ. Thắng thì cũng đã thắng rồi, không chịu nữa thì thôi. Nhưng mà các bạn đừng lo, dạo này da mặt hơi sạm đi rồi ạ. Không sao ạ. Còn nguyên, không thay đổi một cái gì hết. Chỉ có đẹp hơn thôi. Vậy là chúng ta đã có 20 điểm đầu tiên dành tặng cho em Mai Nhất Khanh và Johnny rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Đây là một hoạt động thể dục thể thao. Gì ạ? 15 giây. Chạy tiếp sức. Có đáp án nào khác không ạ? Chắc chắn là nó rồi. Chạy tiếp sức là đáp án. Chính xác. Một, hai, ba, ta cùng thôi tắt nến. Có vẻ như chung này vui lắm, không có gì sợ đó. Giây phút này lắm, đúng không ạ? Vui lắm em ơi, lòng ta rộn ràng như mùa xuân chạy thôi. Một, hai. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Cái gì đâu. Xong rồi đó. Rất nhẹ nhàng à. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi. Đây là một câu thành ngữ. Xin mời. Đây là một câu thành ngữ. Gâu gâu và 15 giây. Chó treo mèo đậy là đáp án. Chính xác. Quá thông minh. Quá dữ luôn. Nói chung là mình quá dở. Quá mình quá dở thì mình phải chịu thôi. Đi em ơi. Sau khi bị bắn đến lần thứ hai, em có gì muốn nói với mọi người không? Em thấy có chơi thì có chịu thôi, cho nên là không có vấn đề gì hết ạ. Tôi đề nghị còn bao nhiêu kem ở chương trình đem hết lên đây. Bé nó nói là có chơi có chịu, nó thích bị bắn. Johnny, bạn có cảm giác gì ạ? Cảm giác rất là thú vị khi mà mọi người đang happy birthday hai đứa. Em cảm ơn chương trình đã chúc cho tụi em có một năm tràn đầy hạnh phúc và thật nhiều thành công hơn. Xin cảm ơn chương trình. Đúng ra là trong mấy cái tiệc mà sinh nhật đó là người ta ụp nguyên cái này vô khỏi bắn. Thiệt quá vậy trời. Ê! Xin lỗi, vợ chồng không hiểu nhau. Dạ. Ủa sao cái đó văng qua bên em luôn vậy? Tại vì em đứng dậy. Em xin đính chính là cái này không phải em. Này là MC Suối. MC Suối kêu em làm liền, em bấm đại trước rồi em đâu biết gì đâu. Còn em là em nghe lời vợ em bắn chứ em không có biết cái gì hết nha mọi người nha. MC là chỉ đi bấm đi. Đó, đi đó. Suối bấm trước, người ta đăng lên phải đếm 1, 2, 3 đúng không? Cái này không phải lỗi tôi nha cho anh đi. Nhưng mà Ngọc Ánh là một cô gái rất là xuất sắc cả trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Ngọc Ánh cũng như là anh Tài và em Mai Nhất Khanh cho đi rất nhiều ạ. Thật ra là quá đẹp luôn, một tác phẩm nghệ thuật. Em đứng ra cho mọi người chim rồi. Tuyệt vời ạ.